những cái bè được phối và cái bản phối là từ nhạc phim Pirates of Caribbean do chính người chỉ huy nhà báo nhạc sĩ Hoàng Mạnh Hà đã soạn này cho dàn nhạc Monica. Có nghĩa là quý vị không nghe được ở đâu trừ ở Đại học Hoa Sen. Vì đây là lần đầu tiên diễn bài này. Xin giới thiệu nhà báo Hoàng Mạnh Hà.